Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cho con bịp bịp nó thử thách đánh con chuột đàn to. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Đặng Tùng Channel. Hôm nay con chuột nó vào chuồng của con bìm bịp, nó ăn thóc cu gáy đây, rơi xuống này. Mình thả con bìm bịp ra cho nó bắt. Cọp. Sau khi bắt được nó sẽ tha về lồng của chỗ của nó. Đấy. Nuôi bìm bịp này rất có lợi, rắn độc cũng như chuột mà đến các cái khu vực giáp nhà mình này, nó sẽ ra nó bắt. Nó đã gần như nó đánh con chuột bị ngất rồi, không thể cử động được nữa. Nhà mình có nuôi chim cu gáy. Đấy. Cho nên là khi mỗi khi thóc mà thóc mà con chim cu gáy nó ăn, nó bới rơi ra thì chuột sẽ xuống ăn. Nếu mà con chuột nào mà gặp phải con bìm bịp nó ra mà nó biết là nó sẽ đánh chết. Chắc có lẽ mình cũng phải xin kết thúc video ở đây, để mình còn đi làm, thì chờ mà đến lúc con bìm bịp nó ăn được con chuột này thì nó rất là lâu, bởi vậy mong các bạn thông cảm nhé. Mình xin kết thúc video ở đây, chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video clip tiếp theo.